Camera chiếu ở đây. Rồi con này là ẹt 215-218 này. Có được mang ký hiệu 2ND0 này. Đâu rồi? Thấy chưa? 2ND2 là ẹt 150. Thấy chưa? Cứ gọi luôn. Cái này là ẹt của thằng Phú Thiện hay đi này. Ẹt 2ND2. Để chúng ta múc khuôn ở đâu? Khuôn ở đây. Thì anh em nào có tiền ấy thì đầu tư cái khuôn khoảng hơn 1 triệu, còn em không có tiền thì em chơi cái này. Được chưa? Đây mũi tên đi lên 215 này nha. Cái này giống cái thằng cu vừa rồi ấy, nó lắm tiền ấy, thì đầu tư cái khuôn 1,5 triệu. Rồi cái súng nữa 200 nữa là cái khoan 200 nữa là 1,7 triệu, thấy chưa? Cục IC 600 nữa là 2,3 triệu. Em thì em chẳng đầu tư cái gì cả, đúng không? Cộng cộng tâm phi. Tâm phi. Kệ. Ok. Nha. Giờ em kệ luôn cục này luôn. Cục này 29. Ngược lên trên. Mặt trên đây này. Em lấy mặt trên thôi, bởi vì cái này, này nó nhỏ hơn mà. Em ăn mặt trên. Bằng mép. Chưa? 29. Ok. Con này to hơn thì 29, 215 ở đây thì nó bằng. Cục này to mà. Này thấy không? Còn cục này nhỏ thì em sẽ ăn mặt trên thôi. Chưa? Rồi, múc bắt đầu. Cho xem khuôn. Mài mà cắt. Rồi, mài tính. Rồi, dùng cái mò ha. Nhìn vô. Trước khi cắt, cắt là trước lấy gì đè vào đây. Chưa? Bằng này. Rồi, trà mùa hàn đi chút. Ok, giờ chúng ta cắt. Anh đeo gương vào. Cắt. Cắt. Kính vào cho dễ thấy đi anh. Cắt này, dí vào này. Ok chưa? Mài cái này cái. Vệ sinh mùa hàn. Dí vào cái đó. Ok. Con nhóc mà bằng nhựa mà có gì đâu. Dí cái nữa. Ok. 4 phát dí. Rồi ok. Được chưa? Rồi. Giờ mình bật nó lên. Khui bia thôi. Tí làm lon về ngủ ngon xong. Tí lại hàn lại nhựa mà. Rồi thì đặc biệt ở đây nó sẽ có cao su nhì nhầy. Nhá. Đó. Rồi mấy anh em nào thử đi, em tiếp tục mổ cục này để cho nó biết nhảy nhảy. Nên kín vào đây anh, cho nó nhảy nhảy không? Đó, nhảy nhảy đừng có đẩy sâu, để sâu vào toang á, hiểu không? Biết để nhảy nhảy. Thì chúng ta xử lý tiếp. Này là 4 góc. Mài vệ sinh nó, nha, để khói. Ok. Tăng tốc để ngày mai xuống núi. Rồi xong. Cái cục này chúng ta cũng làm như vậy. Được chưa? Đấy, còn có tiền thì đầu tư cái khuôn. Còn bây giờ mà tiết kiệm mà 1,5 triệu thì làm như vậy. Xong. Cái nhầy nhầy này. Bây giờ chúng ta dùng cái vật nhọn này thì chúng ta đẩy. Thì đương nhiên nó sẽ dính mặt bo ngay. Mặt bo đơn giản như thế này này. Được chưa? Đấy, mình đẩy lung tung thì đương nhiên nó sẽ chạm nhau. Khi chúng ta mở tua thì đương nhiên nó sẽ bị tùy theo cái mất lửa. Đấy, có thể là bị đẩy một cái con điện trở. Đấy, hay là một con chan. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Thì nhà các anh không có mỏ hàn này thì các anh dùng mỏ hàn kia cũng được. Nhá. Xong mới ăn làm cái này thì mới ăn đập dẹp cái tăm xe máy ra. Mới như thế này này. Đó, mới ăn lấy quẹt ăn hơ cũng được. Còn em dùng cái này bóp cò vừa em đẩy tiếp cao su ra. Nhá, cắt. Còn cao su này mà ăn bây giờ ăn cứ vậy là nó cứ nhảy em. Này. Cứ nhảy ra hiểu không? Nhảy thì đương nhiên mình đẩy sâu quá. Thì nó trúng thịt. Nha. Cái này quen thôi. Rồi tiếp tục. À, cao su mà đốt cho nó cháy mà. Thấy chưa? Nóng mà sẽ cháy này. Bởi vì cắt mà.
Dạ. Đấy, và cái đoạn này em mổ thì nó sẽ không có linh kiện gì cả. Ăn mà mổ to hơn thì nó sẽ dính linh kiện. Được chưa? À, giờ lúc này anh gần tới thịt rồi này. Đây mình cắt cho nó khỏi nhầy. Tiếp tục mình bật. Bật thì... để mình móc cái cao su móc vừa phải, tay mình có cảm nhận. Cảm nhận là mình móc lớp keo. Bộ cái này cho anh em thợ nó mang tới có 50.000 bạc, đèn flash 6 lít. Nhá. Rồi mổ 50 con mà nó cứ kêu là đắt. Quý vị đang xem live cho cái chia sẻ quý vị. Mổ cái này, còn nếu mà mổ to ở đây thì nó sẽ dính vào điện trở và chan. Thế là cứ ngồi vậy là ngoáy nó bật nó lên. Chân, nhìn hai cái chân sau rồi mở app cho coi cho nó nét, và trong này cũng có này ALL Moto, trong này cũng có mà cho rồi trăng bao nhiêu ấy đây cái này 29-220 đây, cái cục đó là cục này, nhìn thấy hai vị trí cái chân này tòi chưa, đấy là đây chụp căng đét mà. Đấy, còn cái này là 2021. Đấy, cái này là hình của Sen Thiện 29-20. Và đồng thời chúng ta mổ, cái này mổ ngang. Đây, cái này mổ dọc. Bởi vì hai chân này trên dưới, hai chân này trái và phải. Còn mờ nữa thì vào cái app. Cái này là nét làm gì nữa, app làm gì nữa. Nét với Sony đây. Tung ninh. Đây. Vào cho hai anh em coi đây. Tí nữa anh tải cái app ALL Moto về. Đó. Thấy chưa? Rồi em sẽ mổ hai cái chấm này. Đó, bấm vào đó. Quý vị đang xem live cho cái bộ quả xẻ quý vị. Đó. Hơi cao quý vị cũng xem được ha. Đó. Thấy không? Hai hình dưới này. Đó. Cái này là 2021. Cái này là 19 này. Đây cái hình này này. 2021. Đây 18. Đây này 15 18 này. Tung ninh. Nhìn thấy chưa? Rồi, bây giờ chỉ này, ống to lên này. Nếu mà lúc này các anh mở to quá thì đương nhiên các anh đọc một phát là cái gì có thể nó bay cái con thịt trở đen đen này. Thấy không? Trong nó to như vậy mà trong này nó nhỏ lắm. Ở đây là ăn mình phóng lên mà. Còn ở đây có chan ba chân nữa này. Thấy không? Mình mổ, em mổ ở đây thì đương nhiên nó chỉ có chạy đường dây này thôi. Thấy chưa? Nếu mà anh mổ móc ở đây tí nữa thì đương nhiên trong thì sẽ gắn chan và đồng thời sẽ gắn thịt trở ở đây là bay ngay. Đây anh nhìn app này này. Tí anh tải về luôn. Đấy, anh thấy điện trở không? Thấy không? Ở dưới cái mũi tên màu vàng vàng dưới này sẽ có con chan nữa. Nó rất nguy hiểm. Nguy hiểm cực kỳ. Nên làm cái nghề này chúng ta phải tỉ mỉ. Cho quả xẻ đi anh em ơi. 25 vị đang coi cho quả xẻ để remap mở tour. Quý vị coi nhưng quý vị chẳng có chia sẻ. Chán. Bật đi tạo mổ của nhì gan. Mổ của nhì gan. Mổ ngay gan chứ, bởi vì mổ quá nhiều rồi mà. Anh hiểu không? Mổ quá nhiều thì nó phải chết thôi chứ. Ăn biết ba nhiều rồi. Sao mình live stream mà điện thoại mình nó lại không báo nhỉ? Lạ thế nhỉ.
đầy đi tìm hôm nay bị cái gì biết. Cho quả xẻ đi quý vị. Thử mà. Ở đây là em remap một cái này. Rồi, sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cấp hai dây này. Với cái dây này không làm thì cột nó lại thì cứ lòng thà lòng thòng nó làm cái gì. Được chưa? Bỏ nó lại. Chứ nhìn mấy cái dây nó rối mất. Được chưa? Hai dây này. Con IC chúng ta đang gỡ cái bụng nó lên như thế này. Chúng ta quay như thế này. Đó. Được chưa? Đó, chân 21 và chân 20. Rồi chúng ta sẽ đếm này, nhìn này. 1, 11, 12, 22, 21. Giờ sát đó là chân 20. Dạ. Yeah. 21 là 20 nè. Có 22 chân thôi mà có cái gì đâu. Nhìn cái gì? 22 chân quay lại một chân là 21, kế chân đó là chân 20. Hiểu à. Được chưa? Nhìn đây này hiểu cái gì đâu mà phải dòm. Không phải, ý là em tính từ về tới có làm tầm này sang số 1. Nó ghi chi số trên này còn gì nữa. 1 nè. 11, 12, 22. Đúng chưa? Tiếp tục múc. Rồi, dây cam ở trên, dây vàng ở dưới. Đúng chưa? Đúng rồi. Nhìn gái thì tin lắm rồi, mà học thì nghe ông nào mắc nghe yếu thế. Lúc chiều nay có con bé vá lốp, nó hở luôn cả hết cả quần ra mà nhìn cười. Ê, ông có nhìn này nha. Cười mà nhìn cái này thì nhìn chán thế. Chẳng nhìn con bé lúc chiều đây. Ông có nhìn này em lo làm gần chết đi. Vậy nhìn đâu mà. Rồi ok, là nhìn thấy máy không? Nhìn thấy chưa? Anh nhìn thấy không? Ông trên này nhìn thấy không? Ok. Ôi trời, mà ông trên này nhìn còn nét hơn cả camera. Rồi, cam ở trên. Vàng ở dưới, đúng chưa? Rồi, cắm. Đây, thấy cái đường dây nó chạy không này? Wow. Đường dây là đây này. Rồi, anh này đường dây ở đây này. Đó, đây nó có cái lỗ. Anh thích cắm ở lỗ thì anh cắm. Còn nếu anh cắm ở cái đầu chì thì anh cắm. Còn bên trong này anh thích cắm cái lỗ thì anh cắm, anh thích cắm cái chì thì anh cắm. Được chưa? Thấy rõ. Rồi mà làm nghề này thì đương nhiên phải có cảm giác, nếu mà móc hai chân này chạm vào nhau thì cũng toang. Với hai đường dây trong này khá là nhỏ. Được chưa? Nó cạo vào nhau. Và nó có thể là móc cứ đẩy hai đường chì này cạo vào nhau. Đấy, tiếp tục gì đăng ký. Thấy chưa? Móc cái cứ đẩy ngoáy là người ta chỉ cần biết như vậy, người ta bật keo lên là xong. Rồi trước khi cắm dây màu cam và màu vàng thì chúng ta sẽ vào remap. Anh nhìn thấy không? Thấy không? Ok. Bấm enter. Xe này xe gì? Yamaha già mà ham. Đúng rồi đấy. Ok. Có gầu mà còn ham. Rồi xe này đời bao nhiêu? Đời 29. Tầm 7 tầm 3 không? 23, 25. 25, 28. 23 là cái đời kia kìa. Cái đời kia nữa kìa. 25 và 28. Nhau. Tí nó ghi vào. Rồi chúng ta sẽ kích xuống nhìn vào đây. Accenter. 25, 28. Còn S-Center của thằng Thiện kia nó sẽ là 29, 2020. Được mang ký hiệu này IC này 2ND2. Cái này là 2ND0. Nó có hết rồi mà. Có mã. Đây. Có mã. Được chưa? Rồi chúng ta bấm phím Enter. Rồi ở đây chúng ta có thể tùy chọn. Thấy chưa? 12.500 RPM.
khách hàng có nhu cầu muốn nhanh đi gặp ông bà thì chúng ta múc ở trạm hái bô xăng lửa 13.500 vòng là maximum, mở hết giới hạn công suất ở trong con ECU này, và đồng thời mở tua sau lắp trên xe, và chúng ta tuyệt đối không được lên ga ở trạng thái maximum, là chúng ta phải nuôi làm sao để cho động cơ nó nóng đạt khoảng 7 đến 80 độ, cho tất cả lúc này có thể là đầu nòng động cơ giãn nở, nhớt bơm trơn tru, chứ không phải bây giờ động cơ vào nó nguội, chúng ta bơm hơi vá lốp của chúng ta lung tung, chúng ta lúc này làm cái động cơ nó còn 30 độ C, và chúng ta mới mở IC này chậm nhất cũng mất 15 phút, đúng không? Ra ngoài lắp vào đừng có trổ tài luôn, nhiều lúc nó cuộc đời nó đen, nó đen thì xi lăn xúc bắp nó rớt hết ra ngoài thì bỏ mẹ, đúng không? Đấy. Rồi bắt đầu hành trình 13.500 vòng trên phút. Cái này mở tua cho anh em Đắk Nông, Đắk Nông thì đều đồi núi nhiều. Rồi đây này, trên này nó có cái lỗ chúng ta thích. Chúng ta cắm vào luôn. Ok. Và không khó, chúng ta sẽ dí ngay ở cái mũi chỉ. Rồi, cái dây màu vàng. Đó, chúng ta sẽ cắm ở bên dưới. Đây. Ok. Ok chưa? Cái dây này có lỏng không? Lỏng. À, nó lỏng, sợ nó tiếp xúc không tốt, chúng ta nên giữ luôn. Ở hai mũi chỉ. Đấy nè. Thấy không? Nó có lỗ thì anh sọt cái lỗ đi. Bởi chí em không thích sọt lỗ mà em không thích lỗ. Anh hiểu không? Có anh thích lỗ rồi, em không thích lỗ nữa. Đấy, chưa có dạo mà thích lỗ gì đi. Rồi em chán lỗ rồi. Được chưa? Giữ để im. Bấm một cái. Đang thiết lập không sợ. Đó, nó chạy. Rồi cái này lỗi. Bởi vì đang mở tua ông bên cạnh kia, ông ấy đập cái bàn một cái, thấy cái tay em nó run. À, thế nó lỗi. Rồi rút ra, làm lại. Được chưa? Tiếp tục. 215, 218. Ok. Lên tiếp. Rồi. Cắm vào tiếp. Nếu thế mà cắm sai thì chúng ta lại cắm lại. Được chưa? Tiếp tục chụp. Giữ. Rồi chết rồi, lỗi kết nối luôn. Ở trên này có tụt jack không? Rồi lỗi. Nè, còn thế. Nó đi là sao mà lỗ to đấy. Rồi sao? Được chưa? Tiếp tục. Cứ làm đi, không hư đâu mà sợ. Hư là chúng ta là móc cái kia lên nhỉ, nó cạo vào bo mặt mới hư. Còn bây giờ chúng ta đâm không trúng thì chúng ta lại đâm lại tiếp. Đâm lên cái chì này nó hay hay bị tụt anh hiểu không? Ờ, nó không ăn anh. Rồi. Đó, bây giờ trúng thịt nó nè, nó kêu mà. Nha. Rồi, nâng cấp phần mềm chip chủ MCU thành công, 50.000. Mai lại được bắt phở. À. Tí nữa anh sẽ tua sau. À. Tí mới anh em làm khác sau. À. Được chưa? Giờ muốn tua này. Để móc cái cục này. Rồi để móc cho mọi người xem tui đã. Rồi tiếp tục cục này thì cũng làm y xì như vậy. Keo này. Đó, ý này. Ok. Ok, được không? Mặt
lên này. Ồ, tới thịt luôn này. Ồ, tới thịt rồi á. Chúng ta chơi hơi bị phê rồi á. Đây, hãy mới được chỉ này, nó nhỏ một xíu xíu này. Về nhà không được nại như em nha, tỉ mỉ hơn lại giống em thì nguy hiểm cực kỳ. Giờ nó mới coi một lỗ này. Trời đâu, giờ này ra con gì luôn. Đâu, giờ này ra con gì luôn đâu. Rồi, xong, con gì này. Không. Đó, múc mạnh quá giờ ra này. Trời. Đó, giờ để đây. Trời, thấy không? Đời không như mơ. Bởi vì chúng ta thục mạnh quá. Đâu rồi? Đâu trời? Thấy không? À. Và trời phát quá liều. Ủa, phải đầu tư 2 triệu là đúng. Nằm lấy hai chân là cây rồi. Con kia nằm ở đâu mà sao lãng rồi, nó mua ra được. Đây làm gì có con gì đâu ta. Sao nó rất tốt mà. Đẹp thế mà sao nó mua ra ta. Con làm gì nó bị chở, nó cụ nào để chở nó không có. Sao nó dính ra trong đó ra ta. Trong này không có. Có đâu. Nghe không? Dính trống chân hả? Trống chân bởi vì nó chỉ có hai đường chỉ trên nè. Ừ. Dưới 1, 2, 3, 4, 5 đường chỉ này đúng không? Chúng ta mới mở được có hai đường chỉ à. Hay bên bên kia biết. Đó. Đây là một lỗ này thấy không? Ở trong là một lỗ nữa này. Chúng ta nhìn thấy không? Đây một lỗ này, hai lỗ, đó tới đít rồi đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ ghim. Tôi không biết con nào lên đường biết. Có lên đường đâu? Kia mà con kia mà đụng mắt em mẹ mắt. Em ghê lắm nha anh. Cuộc đời em mẹ nó chưa xài kín lúc thôi chứ. Khi nào nó bỏ nghề rồi đã, nó mới làm được chứ. Rồi, nó lòi ra hai lỗ trên dưới luôn mà. Đúng rồi. Chuẩn xác rồi. Anh nhìn thấy không? Em gấp được nó ra đây mà. Anh hiểu không? Mắt của em mẹ nó ghê lắm. Vậy chưa? Đây mà. Rồi con này không vấn đề gì cả. Con này con tụ. À, nhỏ ghê không? Này. Anh nhìn thấy không? Thấy thấy
không? Rồi bắt đầu chúng ta múc. Mắt cơ đó mà chưa ai mà. Rồi chân 25. Tím. Hàng số 2. Đỏ. Vào hai chân. À, 37 bạn chín chân này. 3 rồi tiếp tục bỏ đây. Search. Chân này nhỏ anh hiểu không? Rồi, lúc này chúng ta sẽ cấp nguồn vào. Cam trái vàng phải đúng không? Map map IA Ad 29/2020. Được không? Ok. 13.500 RPM. Rồi, dây màu vàng bên tay trái chúng ta bên tay phải. Rồi, lỗ ngay đây. Rồi, sát ở trong này chút. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm hai kim này nó dài hơn chút, anh hiểu không? Kim này nó tăm mau thì nó làm hơi bị nhỏ. Ok. Rồi, lỗi. Lỗi đây tụt cha này. Tụt cha lỗi. Được không? Tụt ra rồi. Múc tiếp. Ok. Ok. Ok chưa? Dây màu vàng. Dây màu. Dây màu. Chạy. À. Rồi, xong. À, cực kỳ nhanh. Rồi, hai anh em vào làm cho nó quen. Mỗi người làm một vòng. Rồi, thao tác là rút dây đã cắm lại. Rồi, ăn vào đây. Rồi, anh kia làm trước đi, rút dây ra, coi sơ đồ. Ngồi xuống, làm mà đứng lên như vậy không được. Ngồi xuống, anh qua đây chút, anh này qua đây chút. Đồ con chợ ở đâu ra mà con lạ thế nhỉ? Quay sát luôn cho anh em nhìn cho dễ luôn. Xe gì đấy, xe gì đấy? Đúng rồi. Múc. Rồi, lỗi rồi. Lộn cây không? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.
Hello, cảm ơn nha. Quân triệu rưỡi anh em hết tiền mua rồi nha. Quân triệu rưỡi anh em kêu như sấm. Bây giờ tiền ở nhà nghỉ cũng hết rồi đây mà. Ngon ngon ngon. Chạy như bốn Lào rồi, xong. Rồi anh em khác. Anh. Rút ra, rút ra đi. Mỗi anh em vô mình làm cái cho nó biết đi rồi mình muốn chạy gì đó mình quất. Mình nói chung mình vô mình làm cái cho nó quen tay đi, từ từ không có gì đâu. Bình tĩnh thôi. Lấy ra có 1 2 3 4 5 6 7 này. Có bạn là 8 9 này. Chân nó 13 chân rồi. Kìa nhìn bên cái điện thoại của anh con trắng nó nét kìa. Người bí ẩn nâng cấp đâu, mở tour cho anh em có 50 ngàn cục à. Đó, đèn 600 á. Cụ này gọi là lão rồi, gọi là cụ rồi. Này gọi là cụ rồi. Cho anh em camera nhìn thấy nữa. Chú anh bị mất dưới này. Xuống nữa anh, xuống nữa, xuống. Ờ, đó, tới rồi. Rồi, lên mát rồi. Remap, remap. Xuống anh, xuống nè. Rồi, chúng ta xuống luôn anh, xuống hết. Tùy chọn. Tùy chọn, muốn chạy đi đâu thì chạy. Rồi, chúng ta đó. Trời đó, đẳng cấp cái gì rồi, ok. Ông bốn mắt mà với ông có hai mắt, ông tận bốn mắt với ông thua ông hai mắt. Anh này làm cái đi, làm sao làm đi, làm đi, có cái gì đâu chọt cha nó chọt giết. Bình tĩnh đi anh, mình làm từ từ chắc cái áp của ông thì dễ dễ chậm chậm từ từ chắc thôi. Anh em mình không mà rút ra, rút ra cắm lại hết rồi, ok. Cứ chậm chậm đi anh, từ từ chắc đó là thứ hai đây đây càng số hai vừa còn xưa càng số hai số hai số hai ở đó cắm ở đây cảm giác cái trường nó nặng được rồi, hàng số ba là càng số ba. Cái chùi tím nó không ăn rồi đó nha. Đập cờ, dẹp cắn dẹp thêm chút nữa. Rồi kê lên cái móc á. Kê lên cái móc cho nó bằng. Kê cái đít thôi, kê cái đít thôi. Đó, ok không? Nó vướng thì xe cái máy qua chút. Ông này ông tiết kiệm cái dây này. Mày cắt tra cái dây này. Đây, 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 đây. Ông này cứ tiết kiệm cái dây. Do dài ra rồi cầm máy dài ra chút. Rồi anh dê ngoài kia chút. Đó. Dây này. Rồi, ok chưa? Ở đây lắp vào đây này cho nó khỏi dính gì, ra bàn, ra yếc mất công kẹt. Đó. Ok. Đó. Cho sát luôn cho mấy anh em like cho xem cho thoải mái. Cứ mạnh dạn lên là sẽ trúng thưởng hết. Đặng Huy Phạm, Phạm Văn Huy chào anh trai. Anh lúc nào khen Tuấn đẹp trai kìa.
thoát ra, thoát bên kia, thoát bên trái, đây, thoát nữa, cho vào cho quen nữa đi. Rất dày. Heo sữa, hello em. Ừ, đúng rồi đó. Ừ, đúng rồi. Trong những số 3. Số 27. Cái gắt này nó rồi, đúng rồi. Thấy chưa? Nó không vàng. Bóp lại chút, cắn lại chút. Không phải anh, nhìn nó lợp, nó giữ này đẹp. Cái chân này nó nhỏ. Đây kìm đây. À. Chù. Ẹt anh chúa sùng ơi, ẹt. Rồi anh đứng ở đây luôn cho nó gần. Chào em trai, chào Khôn Nguyên, chào Trung Thảo. Anh có gửi đồ cho em không? Em còn biết ăn. Trung Thảo mày làm gì ghê thế? Anh gửi, tí nữa anh gửi. Rồi. Sáng mai xe nó mới chạy Trung Thảo ơi. Ok. Xuân 2000 2019 đó. Rồi. 19 mình đã. Rồi xin xuân. Em muốn mở mức nào đó không ạ? Ok. Bè đi. Rồi tin tờ. Ok. Rồi đọc rồi đó. Rồi. Ok. Cứ tít tít là có tiền. Rồi, ok. Rồi mở cục kia đi. Làm luôn cục kia luôn. Lê Ngọc Sơn chưa chưa có lý bố nào là khoa lý có ai bị uống rượu mà rượu bia khác và mẫu khác, mẫu khác thoát ra khác. Thoát đây S 25 28 rồi đơ luôn, rồi đơ luôn. Cái kia đây, cái tống kìa, cái... Yeah, cái kia. Đó. Mười một là... Này bỏ vô... 13. Tới chừng thứ 3 cắm. 11 là 13. 24, 20. Tới chừng thứ 3. Đỡ luôn. Này cầm lên đi nè. Anh cầm con xe luôn. Anh nhìn đi nè. Tự tay anh cầm luôn á, nó dễ. Ủa thì chờ nãy rớt đầu rồi biết. Con tụ ấy. Trên dưới. Đó, hai con đó. Trông trông luôn đó. Mười lăm mười tám số
rồi, lỗi cắm lại, chưa ăn thịt, vừa phải thôi, cắm mà đừng cắm lỗ, cắm vào cái chỉ đó. Cái cây tầm mao nó làm hơi bị ngắn, hiểu không? Về nhà mới ăn thay cho em hai cây đấy bằng cái gì? Bằng cái kim băng á, hiểu không? Nó to mà nó cao hơn. Tầm mao làm hai cây mẹ ngắn, cầm không được. Tay thì anh em mẹ toàn tay dùi đục không. Rồi những anh em đang remap của IA, anh em thay hết cho thì Tuấn là hai cây kim băng nha. Đấy, nó dài hơn, cầm nó sướng hơn nha. Đồng tiền bấm ok nha. Bỏ những ba chim tới chim thứ ba cắm rồi nó tiếp theo luôn, tiếp theo chim nó luôn. Vậy là món đỏ mày gì đỏ chứ đó. Đúng rồi, đây vì không có lợt nó hư chứ là
chảy